Dạ vâng, lời nói đầu tiên này cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh sim di cư ban đêm trên toàn cả nước. Nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới anh em là về mẫu lưới đánh vạc. Thì đối với anh em làm thợ đánh sim đêm cũng biết ý, hiện tại thì ở ngoài miền Bắc thì anh em bắt đầu lên lưới cũng như là đánh vạc bằng keo cũng như là bằng dập rất là nhiều rồi. Thì anh em nào tham khảo được cái video này cần mua mẫu lưới đánh vạc này thì anh em có thể liên hệ cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì em xin đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu lưới đánh vạc để cho anh em cùng tham khảo nhé. Về mẫu lưới này thì đợt này bên cơ sở em là đã cải tiến với cái chiều cao hơn rất là nhiều rồi. Đấy, hiện tại mẫu lưới này chưa làm thì nó rơi vào tầm khoảng 8m4. Đấy, khi hoàn thiện xong thì bây giờ nó rơi vào tầm 3m5. Đấy, khi anh em sử dụng anh em đánh thì anh em sẽ đánh ở cái sào tầm khoảng 5m. Đấy, 5m là hợp lý bởi vì vạc anh em đánh ở cái vạc lưới này thì nhiều khi là vạc nó trao nó đã dính rồi. Đấy, còn về cách đánh thì anh em tham khảo những cái video mà em đăng tải ở cái đầu vụ năm 2021 ấy, lúc tháng 8 ấy, là đánh bạc bằng keo khá là hiệu quả nhé. Về sợi lưới này thì được làm bằng sợi 20. Đối với cái cước này thì bảo hành cho anh em là cái thứ nhất là không có tình trạng là bị xô mắt nhé. Đấy, không chạy mắt. Và cái thứ hai nữa là sợi lưới nó khá là dai. Đấy, cực kỳ là dai luôn. Đối với cái lưới này thì chỉ có bên cơ sở em là nhập được thôi. Đấy, anh em mua ở những cái mẫu lưới khác thì thường thường nó sẽ chạy mắt. Và cái thứ hai nữa là cái chiều cao của nó sẽ không hợp lý như ở bên cơ sở nhé em. Đấy, về cái mắt lưới của nó thì là mắt 12 phân. Đấy, mắt 12 phân anh em nhé. Đấy, nhiều anh em bảo là mắt 10 nhưng mắt 10 vạc nó kiểu nó không thưa, nó không tàng hình ấy. Vạc mắt nó về đêm nó rất là tinh bởi vì anh em đánh đêm mà. Đấy, anh em phải sử dụng mắt 12. Đấy, đối với cái mắt lưới 12 phân này thì ngoài đánh vạc ra thì anh em có thể là sử dụng đánh cò trắng cũng khá là hợp lý. Đấy, khi căng lên ở ngoài trời thì nó cũng tàng hình như là cái lưới đánh rẽ run ấy. Bởi vì cái lưới này là lưới siêu tàng hình, anh em đánh sẩm tối vạc đi cũng như là về đêm hoặc là lúc sáng sớm. Đấy, đa số là sáng sớm nó sẽ mạnh hơn. Về khổ lưới thì nó sẽ có hai khổ chính, một là khổ 50 và hai là khổ 100. Đối với khổ 50 này thì nó sẽ có 3 cọc anh em nhé. Đấy, 3 cọc thiết kế đầu nhôi bên em làm hết rồi, về anh em chỉ việc làm thôi. Cái thứ hai nữa là bên em bó lưới rất là gọn. Đấy, cái dây diềm ở giữa ấy, tránh tình trạng anh em mới chơi được cái dây diềm ở giữa thì anh em cứ ra hai cái diềm đầu tiên nhé. Dây diềm giữa thì em sẽ để ở giữa thì anh em cứ chạy đi. Còn hàng này thì ở bên trên là sẽ thắt chống gió cho anh em. Đấy, lưới ở bên trên là thắt chống gió cho anh em rồi. Đấy, còn bên dưới thì bỏ. Bên dưới thì nếu mà thắt chống gió hơn lửa thì giá cả của nó sẽ cao hơn, nhưng mà thật sự là nó sẽ không cần thiết. Đâm ra là anh em cứ yên tâm là chỉ sử dụng thắt chống gió bên trên thôi. Đa số là gió nó sẽ thổi tầm trên. Đấy, còn về tầm dưới thì thường thường là sẽ không cần thiết đến anh em nhé. Còn về mẫu lưới đánh vạc này, cái quan trọng là cái màu lưới của nó sẽ không được nhanh phai. Thì bên cơ sở là nhuộm rất là đậm. Đấy, bảo hành cho anh em là đánh 2 vụ. Đấy, 2 vụ giờ lên thì lưới bắt đầu mới bạc dần. Anh em có thể là thay lưới lúc đấy hoặc là mua thuốc nhuộm. Đấy, thuốc nhuộm thì bên cơ sở em là cũng có bán thuốc nhuộm lưới nhé. Còn cách nhuộm thì anh em có thể là điện trực tiếp đến thì bên cơ sở là sẽ hướng dẫn cho anh em là cách nhuộm lưới. Còn về lưới đánh chim đêm, đấy, chỉ đánh tất cả chim di cư ban đêm thì bên cơ sở em là có tất cả những cái mẫu lưới đánh chim đêm. Đấy, từ những cái mẫu lưới đánh chim nhỏ, ví dụ như là mắt đỏ, mắt xéo, chẳng nghịch chẳng hạn, thì bên cơ sở là cũng có. Hoặc là những cái mẫu lưới đánh chim to thì ví dụ như là lưới 7 phân đánh tổng hợp, tu hú, quốc ta rồi trích ré. Còn mẫu lưới to hơn là 8 phân đánh sâm cầm, gà lước, trích ré, bên cơ sở em đều có. Đấy, một video thì xin giới thiệu chi tiết tới anh em là về mẫu lưới đánh vạc. Anh em nào xem được cái video này cần cho mình mẫu lưới này thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Anh em điện đến thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Còn một video thì cũng xin giới thiệu tới anh em đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.